Chào mừng anh chị trở lại với channel Dùng Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Dùng xin chia sẻ đến anh chị một sản phẩm khá là đặc biệt anh chị. Đất thổ cư nằm sát hồ. Và đây là hồ Marina Châu Pha anh chị nhé. Lô đất có quy cách là ngang 5, sâu 35.8 và cành ngắn là 34.3m. Có sẵn 100m2 thổ cư, xây dựng tự do, mặt tiền đường nhựa. Và đây là vị trí của lô đất anh chị. Thì anh chị có thể thấy là hồ Marina nước mặt, phía bên kia đó là khu du lịch đang xây dựng anh chị. Hồ cực kỳ, nước cực kỳ trong xanh. Xung quanh hồ thì có rất là nhiều căn nhà vườn cũng như là dạng nhà tiểu cảnh cũng như là dân cư khu vực xung quanh thì cực kỳ là đông đúc. Và từ vị trí đường Châu Pha Bà Rịa đi vào đến lô đất thì rơi vào khoảng 350 đến 400m thôi anh chị. Một sẹt của Bà Rịa Châu Pha, đường Bà Rịa Châu Pha. Một sản phẩm khá là đặc biệt. Và quan trọng hơn nữa là cái giá bán anh chị, 850 triệu thôi, 850 triệu cho lô đất này, gần hồ, cực kỳ đẹp, mặt tiền đường nhựa, đất có thổ cư, xây dựng tự do. Thì lô đất này thì nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà thích gần hồ, không khí thoáng mát, yên tĩnh. Mình có thể đầu tư cũng như là để an cư cũng rất là tốt anh chị nhé. Thì vừa rồi Dùng đã gửi đến anh chị một số cái thông tin cơ bản về cái sản phẩm này, cũng như là những cái hình ảnh thực tế của dân cư xung quanh, rồi hình ảnh hồ Marina, có giá cả. Thì anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ Dùng qua số điện thoại 0908 741 668 nha anh chị. Và không riêng gì sản phẩm này, nếu anh chị đang tìm kiếm và tìm hiểu cái thị trường Phú Mỹ nói chung và thị trường đất Hắc Dịch, Tóc Tiên, Châu Pha nói riêng thì có thể liên hệ Dùng sẽ thông tin chi tiết cho anh chị nắm giá thị trường cũng như là thị trường hiện tại, và sẽ có những cái sản phẩm mà phù hợp nhất với cái yêu cầu của anh chị để có thể cho anh chị lựa chọn được những cái sản phẩm mà ưng ý nhất nha anh chị. Dùng xin cảm ơn, và nếu anh chị nào yêu thích cho Dùng xin một like cũng như là một đăng ký kênh để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất từ những sản phẩm mà Dùng đăng lên. Dùng xin cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở những cái sản phẩm giá tốt tiếp theo nha anh chị.